Đây mình lưu ý với các bạn về hướng dẫn các bạn lại cách để chọn chu trình khi mà máy đang tắt như này. Mình bật máy lên và mình chọn chu trình máy hoạt động thì bấm nút cộng hoặc là nút trừ để chọn biểu tượng chu trình đấy, nhấp nháy thì chúng ta sẽ chọn được chu trình. Và khi chúng ta chọn được đúng chu trình rồi thì các bạn bấm nút on off này để bắt đầu hoạt động máy theo chu trình. Sau khi chọn cái chu trình đấy thì các bạn có thể xem ở thông số bên cạnh này sẽ hiển thị cái nhiệt độ của phần trên cối là đang bao nhiêu độ. Các bạn thấy vừa là 56 độ lên 57, 58. Nhiệt độ của cối đang là 58 độ C. Đây thời gian đã hoạt động. Và cái thời gian đang hoạt động thì máy sẽ báo quay tròn. Đây là nhiệt độ đang được làm sôi lên thì cái phần biểu tượng của nhiệt độ này sẽ hoạt động. Khi nào mà máy xay thì cái biểu tượng của cánh quạt này sẽ quay. Đấy. Các bạn thấy là cái nhiệt độ này tăng lên cũng rất nhanh, chứng tỏ là cái hiệu suất làm nóng của máy cũng rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm về cái lựa chọn các cái chu trình tự cài đặt về cái tốc độ, cái nhiệt độ và cái thời gian xay. Thì đối với cái chu trình tự cài đặt này thì các bạn sẽ bấm nút setup. Setup thì sẽ lên cái chu trình DIY nhấp nháy. Các bạn sẽ chọn nút cộng hoặc nút nút trừ này để chuyển xuống cài đặt các cái tốc độ của máy. Đối với các bạn chọn đến tốc độ này muốn chuyển sang bên phải để cài đặt chu trình tốc độ này thì các bạn chọn nút setup để chuyển và chọn nút cộng hoặc trừ để tăng hoặc giảm. Ở đây tối đa tốc độ đến tốc độ số 9. Mình test thử ở tốc độ số 5. Sau khi chọn được cái tốc độ này rồi thì mình bấm OK là nút setup. Rồi lại chuyển nhấp nháy sang bên speed kia thì mình lại chuyển xuống nút dưới bằng dấu trừ. Ở cái nhiệt độ này thì mình muốn setup nhiệt độ thì mình lại bấm nút setup này sang nhiệt độ. Mình muốn nhiệt độ sôi thì mình sẽ tăng cái nhiệt độ này lên, tăng lên 100 độ hoặc là tùy. Nhưng thông thường để mà xay nấu thì chúng ta nên chọn là nhiệt độ 100 độ C. Cài đặt xong thì chúng ta lại bấm nút setup để quay trở về bên kia và chọn thời gian xay nấu này chúng ta lại bấm setup và chọn thời gian xay nấu mà mình mong muốn. Ở đây là có thể đến mình đang chọn đã đến 2 giờ. Mình chọn lại về 1 giờ. Nếu mà muốn nhanh thì các bạn có thể giữ chặt nút cộng hoặc nút trừ để số nó giảm tăng hoặc giảm nhanh hơn. Đấy. Sau khi đã chọn xong cái mục này rồi thì các bạn bấm nút on off này để hoàn tất.